Xin chào các bạn nha, các bạn ơi, hôm nay mình có các xe bồn trộn bê tông đủ màu sắc luôn nè các bạn ơi, rất là nhiều xe bồn trộn bê tông ở đây luôn. Không biết là các xe bồn trộn bê tông này chạy đi đâu mà rất là nhiều này các bạn ơi. Đó, phía trước của chúng ta rất là nhiều xe bồn trộn bê tông luôn. Chắc có lẽ là các xe bồn trộn bê tông này đi làm việc đó các bạn ơi. Đó, rất là nhiều luôn các bạn. Cạnh đầu là xe bồn trộn bê tông màu hồng kìa, có cái thùng đang quay được này, và các xe của chúng ta đang đi trên một con đường ở trên cao đó các bạn thấy không. Đó, hai bên là cỏ cây hoa lá đất đá chim muông rất là nhiều luôn. Ấy, xe của chúng ta, wow, và đây là một con đường bị cụt các bạn ơi, một con đường bị hư rồi. Một con đường này đã bị hư mà các bác công nhân thì chưa sửa đường, nên là các xe của chúng ta đã lao xuống dưới phía dưới rồi. Đó, các bạn thấy chưa, các xe của chúng ta đã bị lao xuống dưới đường rồi nè. Wow, và cảnh đầu vẫn là xe trộn bê tông đã bị lao xuống và đã bị rơi cái thùng ra ngoài và bị bốc cháy luôn rồi các bạn ơi. Tiếp theo là các xe trộn bê tông khác cũng bị rơi xuống luôn. Đó, wow, và một loạt các xe buýt ở đâu chạy tới kia. Đó, bạn đây nên học hỏi cái video này nè. Ấy, rất là nhiều luôn, xe buýt từ ở trong hầm chui ra, một đoàn xe trộn bê tông thì lao ở trên xuống, thì gặp ngay một đoàn xe buýt ở bên hông lao ngang ra nè. Đó, rất là thú vị luôn các bạn ơi. Và xe buýt của chúng ta đang chạy rất là nhanh trong một con đường hầm nè, với tốc độ 100 cây số một giờ luôn nè các bạn ơi. Đó, cái xe buýt của chúng ta hình như là đang đi tới bến xe để đưa rước người công nhân đi làm đó, và đã tung vô rất là nhiều xe trộn bê tông luôn. Các bạn coi nè, các xe trộn bê tông của chúng ta đã bị bay cái thùng ra ngoài rồi, mà con lại bị xe buýt tung nữa. Nhưng đây chỉ là game VNG Ride thôi. Nếu các bạn thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Mục Duy nha. Đó, các bạn thấy chưa, các xe của chúng ta bị tung vô một phát luôn. Và đây các bạn ơi, chúng ta lại có một cuộc đua khác của các xe ô tô nè. Đây là các xe ô tô có cái mui nhọn hắt ở phía trước, và ở phía sau thì có một cái tên lửa rất là mạnh đang phun lửa ra. Và các xe của chúng ta tung vô hàng rào rồi các bạn ơi, và bay xuống dưới biển luôn. Đó, các bạn thấy xe của chúng ta đã bị tung vô hàng rào nữa nè. Xe này là xe màu vàng nha. Đây là mô hình thôi, không phải là ngoài đời nha các bạn nha. Đấy, các xe của chúng ta đã bị quay rất là nhiều vòng luôn, nhưng vẫn tiếp tục chạy được nè. Đây là xe màu đen, wow, xe màu đen có cái đuôi bị tung vô cái nhà rồi, và cũng tung vô hàng rào luôn nè các bạn ơi. Các xe của chúng ta khác thì vẫn tiếp tục đua với nhau. Wow, hai xe này tung vô hàng rào, bị dính vô hàng rào này luôn. Còn các xe này thì bay lên trời luôn nè các bạn ơi. Và cái xe này của chúng ta chắc chắn là sẽ bị rơi xuống biển thôi. Rồi, ok, xe đã rơi xuống biển rồi. Và còn đây là xe màu tím các bạn ơi. Xe màu tím màu đỏ đó, xe màu tím bay lên trời cao luôn, nhưng mà không cao bằng xe màu xanh và xe màu trắng nha. Đây, và cái xe của chúng ta rơi xuống biển hay là rơi xuống đất liền đây. Và bay rất là xa luôn và cao lên bầu trời cao luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà hình như cũng là đang rơi xuống biển nè. Đây là xe màu hồng nè. Xe màu hồng đang lộn nhào trên không mấy vòng luôn. Đó, và xe màu hồng đang bị rơi xuống biển nè. Đó các bạn ơi. Đó, các bạn coi lại nè. Xe của chúng ta bay lên rất là cao luôn. Đó, đây nữa nè. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Mộc Duy Toy nha. Wow, các xe bay lên trời rất là chậm luôn. Vì mình quay chậm đó cho các bạn coi cho rõ nè. Rồi, bây giờ là tới xe gì nữa đây các bạn ơi, các bạn nhớ theo dõi nha. Đây là xe gì các bạn biết không? Đây chính là xe chở rác màu đỏ đó. Xe chở rác rất là nhiều luôn. Ok, các bạn xem tiếp video để xem các xe chở rác này đi đâu nha. Các bạn nhớ nhấn like, nhấn share video cho Mộc Duy Toy nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha.